Chào mừng các bạn đã đến với LTG, mình là Phương Di. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tóm tắt bản chưa dịch của Tây Du Tây Hành Kỳ ngoại truyện Đại Viêm Hồn chương 65. Bản dịch chuẩn sẽ có vào tối nay, các bạn đừng quên đón chờ nhé. Ở tập trước, Vô Thượng đã vào sâu trong giấc mơ để gặp được Bạch Lang. Sang tới nội dung của chap 65, mở đầu là hình ảnh đám người thức tỉnh đã được tăng rất nhiều sức mạnh, lao tới tấn công nhưng đã bị cản bởi cửu tử cửu diệt ưu khí pháo của Cửu Vĩ Hồ. Không chỉ có như vậy, Ngộ Không cũng đã hóa thành đại viêm hồn tấn công. Ở đây có tổng cộng 4 đại yêu hầu, Thông Tý Phi Viên, Xích Khao Mã Hầu cũng đã hóa về bản thể đại viêm hồn. Chỉ có Lục Nhĩ Mi Hầu là vẫn ở bản thể, cả 4 đại yêu vương đứng sánh vai với nhau. Ở đây Ngộ Không nói, mọi người sao rồi, đừng gục ngã sớm đấy, chẳng tốt cho danh dự tộc hầu tử chúng ta đâu. Tất nhiên Xích Khao là con yêu hầu nói nhiều nhất, nó phản biện lại ngay. Ngươi tự lo cho mình trước đi. Lúc này trên bầu trời hắc cầu xuất hiện rất nhiều, khiến cho bọn chiến sĩ người thức tỉnh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cuộc đại chiến cuối cùng cũng phải nổ ra, tất cả đại viêm hồn lao tới tấn công đám người thức tỉnh. Cuộc đại chiến đã trở nên cực kỳ gay cấn. Ở phía giấc mơ, Vô Thượng Tổ Sư chỉ tay về phía Bạch Lang và đang khuyên can Bạch Lang hãy phục tùng hắn. Tất nhiên Bạch Lang làm sao có thể nghe lời Vô Thượng Tổ Sư. Sau một hồi hàn huyên tâm sự, Bạch Lang đã thủ thế xuất ra Hỏa Long Hồn của thú thần đại nhân, trực tiếp khiêu chiến Vô Thượng Tổ Sư. Sau khi thấy Bạch Lang cố chấp như vậy, Vô Thượng cũng đã nói hết nước hết cái, khuyên can đủ thứ, tất nhiên đều không vào tai Bạch Lang. Điều đó khiến Vô Thượng buộc phải xuất thủ ra tay. Hắn lao tới túm cổ Bạch Lang đè xuống đất, nhưng Bạch Lang nhờ sức mạnh tiểu vũ cũng không phải dạng vừa, mà nó dạng rộng ra vùng chân đạp bay Vô Thượng, lập tức ngồi dậy lấy đà lao tới tung một quyền về phía Vô Thượng. Nhưng sức mạnh của niệm đã tạo thành một tấm lưới, khiến cho vuốt sắc của Bạch Lang không thể đâm xuyên qua lưới niệm này. Bạch Lang cố vùng vẫy nhưng sức mạnh của nó là không đủ. Ngay sau đó Vô Thượng ra tay, niệm lực uy lực đâm xuyên qua cơ thể Bạch Lang, máu và linh hồn từ miệng Bạch Lang đã xuất hiện. Cơ thể của nó, máu từ từ chảy ra không ngừng. Vô Thượng bay tới trước mặt Bạch Lang và nói, kết thúc rồi, chiến đấu trong thế giới ý thức không khác gì với hiện thực. Ý thức cảm giác trọng thương suy yếu cũng sẽ gục ngã. Rồi Vô Thượng tiến tới trước người Bạch Lang, vùng quyền tấn công, nhưng quyền này đã bị Bạch Lang chặn lại. Nó đã hóa vào trạng thái cuồng chiến, cơ thể trở nên cực kỳ đáng sợ. Cảnh giới này đã một lần nó xuất ra để chiến đấu với lão tổ ám hồn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Liệu rằng Bạch Lang có chống cự lại Vô Thượng không? Cùng đón chờ chap 65 Đại Viêm Hồn ra mắt vào tuần sau nhé. Và chào mừng các bạn đã đến với LTG, mình là Phương Di. Đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé.